Mỗi năm, chợ hoa luôn là nơi thu hút đông đảo người dân đến du xuân cũng như mua hoa kiển về trang trí nhà cửa đón năm mới. Theo nhiều tiểu thương, năm nay giá hoa kiển tăng nhẹ so với năm trước do sản lượng hoa kiển Tết giảm mạnh và giá vật tư nông nghiệp tăng. Ngoài những sản phẩm cây nhà lá vườn từ thủ phủ hoa kiển Sa Đéc, chợ hoa xuân thành phố Cao Lãnh còn là nơi tập trung nhiều loại hoa kiển mới lạ từ các vùng miền khác trong cả nước. Chợ hoa xuân Nhâm Dần sẽ kéo dài từ nay đến 17 giờ ngày 31 tháng 1 nhằm ngày 29 Tết. Tuy ảnh hưởng ít nhiều của dịch bệnh COVID-19, nhưng năm nay, người dân vẫn đăng ký kín hết 900 lô phục vụ mua bán hoa kiển.